cho Limit chơi với bác Vin. Trời ơi, chào Vin. Vin ơi, nhẹ nhàng thế, cháu nó còn bé đấy nhá. Vin ơi, cháu của Vin đấy nhá. Chứ mày như con trâu ấy mà va vào nó mà để nó ngã là anh bụp cho chặn đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Anh nhìn người con này, anh có thấy người nó như con trâu không? Anh có thấy nó đầm người không? Mà nó khỏe lắm. Tí nó ôm nó thử xem để mà gọi nó xem là nó phi như thế nào. Vin, ra anh lọc lau cho cái đã nào. Đợt này nó thay đổi thời tiết cho nên là chó cứ bị da có gầu, trắng xóa hết. Hết đợt thay đổi thời tiết này thì nó sẽ về bình thường. Nếu mà chó của ai mà có bị như thế thì các bạn cứ yên tâm. Có kiểm tra thì kiểm tra xem nó có bị nấm nước gì không. Nếu không bị nấm thì ok, không có vấn đề gì cả. Chào Vin. Trời. Nô này thì Vin này thì đi sâu là không cần phải ấy gì cả. Chả tập tành quá thì tập được, tập cho Vin, nếu tập nô cho Vin tính ra tập đúng một lần được 3 ngày. Đợt nếu mà tập cho Vin này thì phải nhờ đến bên Doberman, anh Cindy, anh ấy tập cho mấy buổi từ ngày Vin 11 tháng. Nào, Nam với lại anh có muốn thử xem nó khỏe như nào, ra giữ nó để lộc gọi, để xem nó kéo như nào. Tưởng tượng con chó 50 cân nó khỏe như thế nào. Rồi Vin ra đây. Không cần dây, giữ luôn vòng cổ cũng được. Không lấy cái dây xanh ấy, nhưng mà mẹ cái dây kia mà. Không, ta sợ không phải, chủ yếu là cái dây đấy mà kéo cầm không chắc mà nó kéo bỏng ra tay ấy. Tốt nhất là cầm dây cổ. Vin ơi, Vin. Vin. Vin ra đây nào Vin. Lộc gọi đi. Gọi nhanh nhá. Ừ, gọi đi. Đấy. Gọi ra chứ không phải là nhử thế, nhử thế là nó lại tưởng là không, nó không được ra. Nó kéo đến đâu đi đến đấy. Thôi được rồi, thả cho nó ra đi. Vin mà so với nô nhá, là Vin ít hơn nô khoảng, cứ tính là khi trưởng thành toàn bộ đi, là Vin nó sẽ nhẹ hơn nô khoảng tầm 8 cân. Nhưng nếu mà sức kéo của nó thì nó phải gấp rưỡi nô. Nô kéo không khỏe bằng nó đâu, nó khỏe kéo khỏe hơn nhiều. Bởi vì người nó đầm chó mà. Đầm chó thì nó dày chó. Người nó chắc lắm, nói chung cái khung xương nó khỏe. Con này nó là cái con mà anh mà xem video nó mà em quay nó, anh tưởng tượng là cầm cái dây chắc mà đứng thế vững như này rồi nó cứ kéo đâu lên đấy thì. Nhưng khi nào anh phải cầm một con chó thì anh mới cảm nhận nó khỏe như thế nào. Nó mới cua. Đấy. Quay hai bác cháu Vin tí nhá. Nào Vin ơi, Vin ra đây xem nào. Nam có thích chơi với nó không? Anh đang cần Vin tập trung chứ không phải cần Vin phấn. Vin cái tai đấy phải như thế chứ không phải là tai này. Con lấy Vin ra đây xem nào, ra đây với bác Vin. À, đây là bác họ. Ui dồi, Vin ơi. Ra đây Vin, ra đây. Ném kịp Vin. Trước cho hai bác cháu để xem nào, họ ngoại nó có giống nhau tí nào không. Nào, Limit nhìn đằng trước không. Đủ nhau thì yêu rồi. Gọi Limit. Limit. Gọi Limit. Limit này cứ quay nó thơm mình này. Mệt mỏi Limit quá. Nào Limit, Limit, Limit. Limit kìa, đâu rồi Limit. Limit này. Gọi Limit. Limit này cần làm phán thôi được thôi. Hai bác cháu nhà mày. À, được rồi. Gọi. Limit, Limit, gọi. Limit. Gọi. Limit. Đây nào. Rồi. Đẹp anh ạ. Thấp, lọc thấp xuống gọi đây. Vin xích lên một tí. Vin. Vin kéo nhẹ thôi. Xích lên một tí thôi chứ không phải xích nhiều thế. Limit. Gọi Vin này, Limit. Nhìn vào máy ảnh thế. Limit. Gọi đây. Limit vẫn chưa quan tâm. Limit. Đây nào. Ok, được rồi.